transgender wish to achieve a female voice through a procedure called voice feminization surgery. So she went to Yanhee International Hospital Voice Center to seek the expertise of Dr. ORNOUMA. This is her voice before the surgery. Quyền được nhận dịch vụ y tế mà không bị phân biệt đối xử. Quyền được biết đầy đủ và hiểu rõ ràng các thông tin để có thể đưa ra quyết định trong công việc đồng ý.